quá. Tôi nói ít thôi. Bác cái đằng cậu mà tôi nói cho ông nghe nhé. Hôm nay ông chỉ đạo là thiếu của tôi một cái thẻ đỏ nhá, chứ không được chuyện đúng nó còn rực rỡ nữa đấy bác ạ. Thế à? Thế hóa ra là hai ông là dàn xếp tỷ số với nhau à? Hả? Thì bác tính thời buổi bây giờ làm cái gì mà chả cần phải có kịch bản. Không có kịch bản thì lấy đâu ra trận đấu hay mà nó lại rực rỡ như thế à? Bác tính là bọn em vất vả lắm thế. Phải phối kết hợp bao nhiêu ngày liền. Coi tập, coi là để ăn dơ với nhau nó mới ra được như chi tiết hay. Nhưng tình huống nó gay cấn lên như thế. Trận đấu nó mới rùng rợn như thế nhỉ? Tôi cũng đến các ông ạ. Vào đây uống nước đã. Vào đây. Úi giời ơi cái thằng kia. Em xin lỗi bác. Bạn cái gì? Đi ra đây. Sao mày ngồi lên đây? Tao đã bảo mày đợi ở nhà lát tao thanh toán cơ mà. Em sang nhà anh để tìm anh nhưng mà không thấy. Anh thông cảm cho mắc thanh toán thiệt cho em. Từ giờ đến đêm em lại còn phải đi thổi những hai trận nữa. Đêm để mày đi bắt ma à? Chị, em đứng nguyên ở đây. Cấm vào trong kia. Đứng ở đây. Bạn em, đưa tôi 150 nhanh. Đơn gì? Ok. Tiền nhuận còi chứ thằng trọng tài. Đưa đây 320 thằng vào. Ôi, 300 một thằng ý. Thằng nào đặt thế? Ok. Tiếng còi nó lạnh lạnh như thế thì còn chừng không đắt. Đưa đây. Úi dồi ôi, nhanh lên. Có thế được mà. Anh, có bố đây. Của em 150 cơ mà anh. Này, im. Tao phạt mày vì cái tội mày rút thiếu của tao một cái thẻ đỏ. Mày còn đòi hỏi gì nữa? Thằng kia. Dạ. Mày quay lại đi. Sao ạ? Bây giờ như thế này nhá. Vâng. Mày đưa tao tờ 100 này. Tao đưa thêm cho mày 50 nữa. Được. Dạ thêm 50. Dạ đây. Này. Mày định chép miệng có đúng không? Hả? Mày chép đi. Mày chép một phát là tao phạt mày thêm 50 này nữa. Tao thách mày đấy, chép đi. Không không em hò. Đã ăn tiền của người ta rồi là còn thổi vô trách nhiệm. Cái gì? Anh ơi. Làm sao? Cho em lấy tiền của thằng bình luận viên luôn. À? Tao tưởng cả hai thằng là luôn rồi. Không, trong hợp đồng là riêng. Thế mà bố không nói sớm để tôi còn cân đối. Không, riêng. Đợi đấy. Đứng quên đấy nhá. Vâng. Mày nhìn cái gì? Bạn. Bình tĩnh. Này, và cái gì nữa? Nó đòi luôn tiền cho thằng bình luận viên. Đưa. Cần lắm thế. Ok. Mỗi thằng 150 có gì nữa. Đưa. Nhanh rồi. Dài. Đây thì khổ lắm mà. Ê! Đây! Im! Tức kia! Ê! Đây! Im! Úi ơi! Có mấy cái đồng bạc lẻ mà chúng mày cứ học hết cả lên thế à? Thằng kia nó đâu? Nó đang phát thanh ở xã nhà, nó nhờ em lấy tiền cho nó. Nó cứ làm như là tao quỵt tiền nhuận mồm của nó không bằng ấy. Này, của công tất. Không! Anh ơi, của nó 150 cơ mà! Úi giời ơi! Bảo với nó nhá, là tao phạt nó vì cái tội là sai kịch bản, còn nói năng lung tung, biết chưa? Nhưng mà bác ơi, trên sân cỏ nó đã nhiệt huyết, nó gào rách cả mồm ra. Đã thế nó còn khuyến mại cả pin lẫn loa đấy. Này, cái loa là ở trong hợp đồng nhá. Bảo nó là có muốn làm theo hợp đồng không? Hả? Thế thôi, 50 được, bác đưa đây. Vẩn, nhận tiền thì còn nói năng vớ vẩn câm ấy. Ê, anh ơi!
Anh làm ơn tháo cái đầu em ra cái. Đầu quá, cái này nó chặt quá. Úi giời ơi, sao mày gài đầu vào đây làm cái gì? Đau quá, bắt rút em cái đầu. Im! Anh này đau quá. Từ từ nhẹ tay thôi, không xếp vào cổ em. Ôi trời ơi, thôi mày đợi đi. Sự ơi, Sự ơi ra giúp tôi cái. Thằng này tự nhiên nó gài đầu mà không rút ra được. Quá thì đây ông ơi, bây giờ ông bành cho tôi cái nhá. Nào, nghịch cái vừa đấy, lại mắc thế này. Nào, chuẩn bị. Hai ba, chắc lắm ông ạ. Ông ơi, dùng sức không được rồi, có lẽ phải nghĩ mưu rồi. Mưu à? À, tôi có cách rồi. Nhanh lên đây. Cách gì nhanh lên? Nào, bình tĩnh nhá. Thông minh đấy. Rồi, kéo nhá. Chuẩn bị nào. 1, 2. Ôi giời ơi. Ôi, quả này chốt hạ nhá. 1, 2, 3 này nhá. Rồi, 1. Nào, gai chân đây, từ. 1, 2. Quả. Sao thế? Ôi ông ơi. Cách khác đi, đau quá. Tôi sợ là giật mạnh quá, đầu thằng này nó lìa ra khỏi cổ mất ông ạ. Ôi trời ơi, người ta đã bảo là đầu xuôi thì đuôi lọt, nhưng riêng cái trường hợp này mà đầu thì xuôi rồi, còn đuôi thì có lọt vào mắt. Tăng lên. Điểm. Cái gì? Điểm. Có cái rồi. Cái gì? Cái gì quá. Ông ta. Hả? Ôi trời ơi, ông làm cái gì đấy? Ông chặt phát thì lìa đầu ra. Ôi khổ quá thật. Ông bị thần kinh không? Cái gì? Tôi không bị dở hay đâu mà tôi chặt vào cổ đó. Tôi chặt vào cái song sắt này. Phạt vào đầu nó để mà đi tù à? Úi giời, thì phải nói sớm nhé. Thôi, làm đi. 1, 2. Quay. Tôi thấy cái hành động của ông nó nguy hiểm lắm, nó không khả thi đâu. Đường rào đây, tôi có cái khác rồi. Ra nghe đi. Úi giời. Ông, bây giờ ông giữ đầu nó thật cân vào, nhá. Tôi chỉ vả một phát là đầu nó tụt ra luôn. Cân chưa? Cân rồi. Rồi. Tốt rồi. 1, 2, 3. Ôi trời ơi. Đơn giản thế mà không nghĩ ra. Ôi trời ơi, ông vội đập nát tay rồi. Trời ơi, cái gì? Tôi bảo ông cân cái đầu của nó cho nó thẳng, ông thò tay vào đấy làm cái gì hả? Thế bắt được tiền đấy. Bỏ ra. Ai bảo ông tham? Tao gì tôi nhặt được chứ? Chết! Hội đồng tuyển trạch họ đến rồi kìa. Này, thí cho ông đấy. Phủi quần áo đi. Bạn bị cúm à? Không. Sao thế? Cái mùi chỉ nó hấp dẫn thế. Nó ngọt cứ như mùi kẹo ấy. Hết thấy rồi mà chỉ muốn ăn luôn. Thế à? Bạn này, mùi nước hoa của cô bên cạnh. Có thế à? Có thể bạn đổi chỗ cho tôi cái. Ôi giời, Yêm. Nguyễn! Mình là người có tiền. Thôi, tôi xin hai bố. Dạ mời anh. Đá xong
mời các bác đi ăn, đợi mãi mà chẳng thấy. Dạ, bởi vì có thấy anh Quân anh nói gì đâu. Lại có chuyện gì đấy mà ăn? Dạ, thưa các anh, đặc biệt là kính thưa các chị. Thực ra là vừa rồi đá xong là chúng tôi cho các em nó họp đội để rút kinh nghiệm về chuyên môn. Dạ, dạ xin giới thiệu với anh. Đây là anh Tích, dạ. Chủ tịch câu lạc bộ, kiêm huấn luyện viên trưởng của Văn Tích FC ạ. Dạ. Còn đây là anh Sự ạ. Về cái cương vị ấy, thì là cũng giống cái cương vị của anh Tích. Thế nhưng mà về tên của cái FC thì nó lại hơi khác một tí. FC gì nhỉ? Công sự. FC công sự ạ. Xin chào chị. Chào anh. Chào anh. Chào chị. Chào cái gì đấy? Kính thưa các anh, đặc biệt là kính thưa các chị, là vừa rồi cũng quên chưa chào hỏi các anh các chị. Dạ. Chào chị. Chị. Dạ. Giới thiệu với hai anh nhé. Đây là anh Cường. Vâng. Còn đây là anh Kiên. Vâng. Hai anh là nhà tuyển chọn cầu thủ. Như hôm trước tôi đã giới thiệu đấy. Hôm nay ngồi xem dự khán trận đấu của các anh. Vâng. Tôi có nhận xét thế này nhé. Dạ. Các em nó đá hơi quá. Hơi bạo lực. Vâng. Mà phần lớn là do lỗi của trọng tài. Đúng đấy. Vâng. Nhưng mà thể lực các em nó tốt. Vâng. Tốt lắm đấy. Dạ. Dạ xin báo cáo với các anh là chúng tôi phải kỳ công lắm và công phu tốn kém lắm. Thôi hẳn trọng tài các loại tầm cỡ gọi là phi tang luôn. À. Dạ. FIFA. Dạ FIFA, FIFA. Dạ kính thưa các anh, đặc biệt là kính thưa các chị, là bọn tôi là làm bóng thì không được lâu đâu. Thế nhưng mà thời gian cũng không phải là ít đâu. Dạ chúng tôi làm bóng cũng phải 10 tháng rồi bạn nhỉ. À, không nói chính xác là phải là 9 tháng 10 ngày rồi. Dạ 9 tháng 10 ngày rồi. Dạ kính thưa các anh, đặc biệt là kính thưa các chị, là tôi ấy, là đội của tôi nó theo cái phong cách là Titicaca. Còn đội của anh Sự đây là theo cái phong cách thuần chủng của Nam Mỹ. Đấy, nhưng mà bình thường mà hai đội tỉ thí với nhau là các em nó choảng nhau là lịch lãm, tế nhị và quyến rũ lắm mà. Thế sao hôm nay không cho các em nó đá như vậy? Dạ vâng, nhưng mà chưa có ý kiến chỉ đạo của anh Quân. Cái gì thế bạn? Cái ông này, thằng Quân nào dám chỉ đạo ở đây? Hả? Thằng Quân nào dám vào đây mà chỉ đạo? Có phải không anh Quân? Dạ kính thưa các anh, đặc biệt là kính thưa các chị, là cũng là do nhu cầu từ phía các anh cần những cái cầu thủ khỏe mạnh nên là chúng tôi mới chỉ đạo các em nó đá theo cái phong cách gọi là châu húc mã để phô diễn toàn bộ thể lực và sức khỏe của em đó chị ạ. Dạ. Tôi hiểu rồi, có vấn đề gì đâu. Dạ. Hôm nay đá quyết liệt và cũng đầy cảm xúc đấy chứ. Vâng, quá là quyến rũ rồi. Anh ơi, em dạ. Là em thích nhất cái cầu thủ số 99 ý. Vừa đẹp trai lại khỏe nữa. Ô, cái áo số 99 ý là của em đấy. Dạ, nếu như chị thích thì em xin tặng chị để làm kỷ niệm. Còn chị, thế chị thấy ở cái đội bên này có cầu thủ nào mà thấy chị thấy nó hấp dẫn thì chị cứ gọi là chỉ đạo, em sẽ tặng chị hẳn một thằng để chị đưa về làm kỷ niệm. Riêng em á, là em chỉ thích huấn luyện viên thôi. Em hả? Thôi. Bên này thôi. Không dài dòng, không miên man nữa. Công việc chính hôm nay là thế này này. Dạ. Anh Cường với anh Kiên đây về để tuyển chọn cầu thủ. Dạ. Nhá. Cái danh sách những cầu thủ được tuyển chọn thì tôi đã cầm đây rồi. Vâng. Cái phần lương của cầu thủ ấy thì do các anh ấy trực tiếp chi trả. Vâng. Nhá. Thế còn cái phần chuyển nhượng, mỗi một cầu thủ là 1 triệu ấy thì sẽ trả trực tiếp cho huấn luyện viên. Bao nhiêu hả anh? Khổ quá, 1 triệu. Các anh có nhớ chí không? Bạn ơi. 1 triệu đô. Mình bình tĩnh. Nào, thế bây giờ có nhất trí không? Dạ, thưa anh, nhất trí luôn ạ. Bác Tích ơi! Bác Tích ơi! Bác Tích có nhà không? Nhanh nhanh cái chân lên con. Sâu chậm để uống nước đục với con ạ. À, thằng Thóc thằng Lúa, ra đây bà cho quà. Này, bà cho con nhé. Bà cho con quà nhé. Con xin bà. Thế ông Tích có nhà không con? Ngày Văn Tích nhà cháu đang đi hoạt động vào đây football, tức đá bóng. Mọi chi tiết liên hệ ngày Văn Tích, tức gặp cháu. Mà đến chạy đi tây cho chú lẻ phải không?
Sao mày biết? Gì cái gì cháu cũng biết. Thế có nhiều người đến chạy cho con? Cũng khá nhưng mà trường hợp này khó đấy. Thế ông không có nhà thì bà có nhà không? Bà cháu có, cả hai bà luôn, nhưng mà không giải quyết được việc gì đâu. Riêng ngài phân tích nhà cháu, chỉ có cháu với thằng này chị được thôi. Thôi, tôi xin anh. Ô, thì bà không tin cháu à? Đấy, có cả hai bà cháu trong nhà ấy. Bà muốn gặp bà nào thì vào. Xin mời bà. Sư bố anh, thì thôi tôi vào đây. Ôi may quá, bác Ánh gái được rồi. Cô Ánh nha. Cháu chào hai bác ạ. Ôi trời chết, mặt mũi bác làm sao này? Vừa ngã trùng nợn mà. Khổ thân. Thế hai mẹ con sang có việc gì đấy? Em tìm bác ở khắp sân bóng mà không thấy đấy. Em có chai rượu với chục trứng mang sang biếu hai vợ chồng bác. Thế bác nói bác Tích là giúp cho thằng cu nhà em với ạ. Thế ông Tích nhà tôi thì giúp được việc gì? Chả là sắp tới bác Tích bác có mấy chỉ tiêu đưa cầu thủ ra nước ngoài đá bóng, mà thằng cu nhà em thì nó lại đạt tiêu chuẩn. Thế nên hôm nay em sang đây cậy nhờ hai bác, tại bác xem đợt này mà cho thằng cu nhà em nó chuyển nhượng được ấy mà. Thì vợ chồng em đội ơn hai bác suốt đời đấy ạ. Thế thì thay mặt ông Tích thì cảm ơn nhá. Tôi xin. Này, có nghe ông Sự nói gì không? Không. Cháu ở đội bóng Bắc Tích cháu biết đấy ạ. Hôm nay nhá, có mấy nhà tuyển trạch đội Bắc Tích có hơn chục chỉ tiêu. Đi Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Thái, Nhật thi đấu ạ. Thì cháu cũng có đủ tiêu chuẩn. Nhưng cháu có nguyện vọng là xin đi Anh thi đấu ạ. Nghe thế thì hiểu rồi. Thế nhưng mà sang Anh bây giờ khó. Khó lắm con ạ. Em thì em ngại lắm. Nhưng mà nhà em bảo là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Thế nên là thôi, hai bác cố gắng giúp cho cháu nó được tại nguyện. Thì để về mình xét nhá. Này, cứ nghiên cứu xem nào. Ra đây bác bảo. Thế mày có nghe ngóng thấy cái bên đội nhà ông Sự có chỉ tiêu nào không? Có ạ. À, có 5-6 chỉ tiêu liền ạ. 5-6 chỉ tiêu à? Vâng ạ. Này bác này, thế thôi bác tiếp khách đi nhá. Em tranh thủ về cho bọn vịt nó ăn nhá. Ở đây thì cơm chín rồi không ăn à? Ui giời ơi, cơm nước gì nữa, sốt ruột lắm. Nhà đang có khách. Ôi giời ơi. Đào ơi. Đào ơi. Đào ơi. Lạ thay, không thấy mặt người mà chỉ nghe thấy tiếng khóc. Đào ơi, Đào ơi. Thôi em ở đâu em chui ra đi. Không anh đi vào nhà đấy. Trời ơi, sao lại ngồi đây? Sao không phốc vào nhà mà uống nước? Thế có chuyện gì mà khóc nào? Ui giời, có chuyện gì? Chồng ơi, chồng vẫn quyết định đi tay đá bóng tại đấy à? Anh mà không sang Tây đá bóng thì lấy gì mà ăn? Chồng đã nói với vợ rất nhiều rồi, là chồng phải đi trên con đường chồng đã chọn. Vợ ơi, không có nghĩa là chồng sẽ bỏ rơi vợ ở nhà đâu. Chồng hứa với em là đã được nửa mùa giải, có tiền rồi, chồng về đón em sang Pháp nhá. Đương nhiên rồi, anh đã nói là anh sẽ làm. Nhưng bệ nơi chồng rồi, vắng chồng em ứ chịu được đâu. Chồng cũng thương vợ nhiều lắm. Vợ ơi, vợ nhớ chồng, yêu chồng lắm. Lẹ ơi. Bác ơi, xin bác linh động cho trường hợp của em. Bác cho thêm mấy chỉ tiêu nữa, chứ 6 thằng hơi ít. Tôi chỉ hỏi ông là đội ông chơi xấu như thế. Một trận mà ai đời lại 6 cái thẻ đỏ thì tôi đỡ làm sao được mà. Thôi, nói với bác cái về tính ý. Này, nếu ông thích nhá, tôi cho ông 2 suất đi Thái rồi thôi đấy. Tất cả cũng là tại ông ấy. Cái gì? Tự nhiên lại đưa ra cái kịch bản ấy làm tôi thiệt. Làm sao? Đáng lý phải cắt đôi. Vớ vẩn. Thôi, bây giờ hai ông đã chia sẻ với nhau xong chưa? Thống nhất chưa nào? Dạ thưa bác. Sao? Thống nhất luôn như thế. Ừ. Nhưng mà bọn em có thêm một yêu cầu nữa. Dạ thưa bác là
cái ngày mà đưa các cháu nó đi ấy, thì bác cho thêm 2 suất đi ra sân bay để tiễn các cháu nó cho nó tỉnh cả. Ừ, đúng rồi. Báo cáo với bác là ngấm từ bé đến lớn em chưa thể nhìn thấy cái máy bay nó ở ngoài rời nó thế nào. Ô, mày đi đâu mà phải đi máy bay? Sao? Hả? Tôi cho địa chỉ cụ thể, gặp thẳng đến giám đốc là xong, tất cả đi xe buýt hết. Hả? Ô, xe buýt chứ sao? Ô thế. Ô thế. Từ đây mà sang Anh, sang Pháp, sang Mỹ, sang Đức thì làm gì có tuyến nào xe buýt. Thế chẳng nhẽ đi Anh không phải là đi London à? Tôi biết ngay là làm việc với các ông là vừa làm việc vừa nốc cho lắm rượu vào, là cứ lẫn cái chuyện nọ sang chuyện kia mà. Thế tức là thế nào? Tức là Anh là Đông Anh. Hả? Đức ở đây là Đức Giang. Ô. Còn Pháp ấy thì là Pháp Vân, hiểu chưa? Bức ca mình. Ô tôi chết. Tôi hiểu rồi. Thế có nghĩa Mỹ ở đây là nó bảo là Mỹ Đình đấy. Ừ. Thế còn Thái thì có nghĩa là Thái Nguyên và Thái Bình còn gì nữa. Sao? Thống nhất chưa? Ừ. Thôi được rồi, nhưng mà bác ơi. Thế còn cái khoản mà khoản tiền gì cho hai bọn em ấy thì vẫn là 1 triệu đô chứ ạ. 1 triệu đô nào? Thì tiền hôm trước thỏa thuận đấy. Khổ quá, biết ngay là lại lẫn mà. 1 triệu Việt Nam đồng, hiểu chưa? Nào, 1 triệu Việt Nam đồng chứ sao? Nào, nếu mà còn lăn tăn nhá, mai tôi sang xã bên ấy, thanh niên thất nghiệp còn đầy ra kìa, thiếu gì cầu thủ mà gớm cái tưởng. 1 triệu mà 10 thằng là 10 triệu. Thôi, cứ để đây. 10 triệu những tí bừa để cho nó rực rỡ. Thế nhưng còn lăn tăn không? Lăn tăn thì không. Thế nhưng mà sao?